Lời dạy cuối cùng, phẩm thứ nhất. Lúc ấy Đức Phật dạy A Nan và đại chúng: sau khi ta diệt độ, hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều nên chuyên cần gìn giữ bảo vệ kinh Đại Niết Bàn này. Trong vô lượng vạn ức A Tàng kỷ kiếp, ta đã tu tập pháp Đại Niết Bàn rất khó được này. Này ta đã giảng thuyết rõ cho đại chúng rồi. Đại chúng nên biết kinh Đại Niết Bàn này chính là kho báu kim cang của tất cả 10 phương chư Phật bát đời, là thường lạc ngã tịnh, tròn đầy trọn vẹn, không khiếm khuyết. Tất cả chư Phật đều từ nơi kinh Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Kinh này là chỗ cứu cánh rốt ráo, nghĩa lý thấu đáo đến cùng cực không sai sót. Chư Phật từ nơi kinh này mà buông xả thân mạng nên gọi là Niết Bàn. Nếu các ông muốn quyết lòng báo đáp ơn Phật một cách chân thật, sớm đạt được quả vị Bồ Đề, được chư Phật xoa đầu thọ ký, đời đời sanh ra không mất chánh niệm, thường được chư Phật 10 phương hiện ra trước mặt, ngày đêm gìn giữ bảo vệ, khiến cho tất cả đều đạt được pháp xuất thế. Vậy phải chuyên cần tu tập kinh Niết Bàn này. Phật lại bảo A Nan: khi chưa thành Phật, ta có thị hiện vào pháp ngoại đạo của Uất Đầu Lam Phất, tu học 4 thiền 8 định, thọ nhận và thực hành giáo pháp của ông ấy. Từ khi thành Phật đến nay, ta chê trách pháp của ông ấy, dần dần khuyến khích dẫn dắt cho mọi người đều được vào đạo Phật, mà Tu Bạt Đà là người sau chót. Như Lai dùng ngọn đuốc trí tuệ lớn để đốt cháy ngọn cờ tà kiến như lá cỏ khô, bị ném vào giữa ngọn lửa lớn. Này A Nan, này ta cũng nghĩ nhiều đến những thân thích trong dòng họ Thích Ca. Sau khi ta nhập Niết Bàn, ông nên chuyên cần tinh tấn, đem những điều lành mà khuyên răn dạy dỗ, trao chuyển chánh pháp nhiệm màu cho họ, hết lòng dạy bảo dẫn dắt họ, đừng để cho họ mê đắm chuyện ăn chơi buông thả lười nhác, để tâm tán loạn chạy theo trần cảnh, thọ nhận và thực hành các pháp tả vại. Những ai còn chưa thoát khỏi sự thống khổ của thế gian trong 3 cõi, hãy sớm cầu sự giải thoát. Trong chốn ái dục có 5 sự uế trường này, nên sanh tư tưởng lo âu sợ sệt rằng không có ai cứu vớt che chở được cho mình. Một khi đã mất thân người rất khó lòng được lại, nên suốt một đời này phải thường luôn tỉnh táo giữ gìn suy xét. Con quỷ lớn vô thường không thể dùng xúc tình mà cầu thoát khỏi. Hãy thương xót chúng sanh, đừng giết hại lẫn nhau, cho đến loại sâu bọ nhỏ nhoi cũng nên mang đến cho chúng sự bình an không lo sợ. Nghiệp của thân được thanh tịnh sẽ thường được sanh nơi cảnh giới tốt đẹp. Nghiệp của miệng được thanh tịnh sẽ tránh được mọi tội lỗi xấu ác. Không ăn thịt, không uống rượu. Điều phục con rắn độc là tâm mình, khiến nó được theo vào chánh đạo. Phải suy xét sâu xa những chỗ tạo nghiệp. Quả báo lành giữ như bóng theo hình, nhân quả trong 3 đời xoay vần chẳng bao giờ mất. Nếu để một đời này luống qua, sau dù có hối cũng không còn kịp. Đã đến lúc ta nhập Niết Bàn nên có mấy lời dặn dò các ông như vậy. Bấy giờ A Nan nghe qua những lời Phật dạy rồi thì thân tâm đều rúng động, tinh thần hoang mang mê muội, buồn khổ nghẹn ngào, chìm sâu trong biển sầu đau, thân thể mê man, lòng dạ rối loạn hôn ám, ngã xuống trước mặt Đức Như Lai, bất động như người đã chết. Khi ấy ngài A Nan Luật liền đến an ủi khuyên giải để giúp A Nan giảm bớt cơn sầu khổ. Ngài nói rằng: than ôi sầu khổ có ích gì, đã đến lúc Như Lai sắp nhập Niết Bàn, nay tuy thấy đó, mai đã không còn. Vì thế ông nên theo lời tôi thưa thỉnh Như Lai về 4 việc này. Một là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, nhóm 6 thầy tỳ kheo xấu làm những việc như nhấp hoen ố người khác, tỳ kheo ác tánh gia nặc, tánh tình xấu ác, làm sao có thể sống chung với họ để chỉ bày dạy bảo. Hai là khi Như Lai tại thế, Phật là thầy của tất cả chúng ta. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng ta biết lấy ai làm thầy. Ba là khi Phật tại thế, chúng ta đều y theo Phật mà an trụ. Khi Như Lai diệt độ rồi, chúng ta sẽ dựa đâu mà an trụ. 4 là sau khi Như Lai diệt độ, khi kết tập kho tàng giáo pháp nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh. Bấy giờ ngài A Nan như vừa ra khỏi giấc mộng, nghe ngài A Nan Luật an ủi nhắc nhở việc thưa hỏi Phật 4 vấn đề trên, liền dần dần tỉnh ngộ. Dù vẫn không tự kiềm được nỗi bi ai, nhưng cũng gắng thưa hỏi Phật đủ 4 việc như trên. Đức Phật bảo A Nan: sao ông lại sầu khổ đau thương đến thế? Chư Phật giáo hóa khi đã trọn vẹn, mọi việc làm đã xong, theo đúng pháp đều nhập Niết Bàn. Lành thay A Nan, 4 việc ông hỏi đó là những câu hỏi cuối cùng trước khi ta nhập diệt, có lợi ích lớn đối với tất cả thế gian. Đại chúng hãy lắng nghe và hãy khéo suy xét kỹ. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện hết sức lắng nghe. Phật dạy: A Nan, như lời ông vừa hỏi, Phật vào Niết Bàn rồi, nhóm 6 thầy tỳ kheo xấu với tỳ kheo ác tánh xa nặc làm những việc nhơ nhớp hoen ố người khác, làm sao sống chung với họ để chỉ dạy. A Nan, riêng về tỳ kheo xa nặc tánh tình xấu ác, Nhưng sau khi ta nhập Niết Bàn sẽ dần dần được điều phục, lòng dạ sẽ trở nên nhu hòa, từ bỏ tánh xấu ác. Này A Nan, như em trai ta là Nan Đà vốn có đủ những sự tham dục nặng nề, tánh tình lại xấu ác, Như Lai dùng phương tiện khéo léo chỉ dạy cho ông ấy được sự lợi ích vui vẻ. Như Lai rõ biết căn tánh của ông ấy nên dùng trí tuệ bát nhã giảng thuyết 12 nhân duyên, rằng vô minh là duyên của hành, hành là duyên của thức, cho đến già chết lo buồn khổ não. Hết thảy là một khu rừng, những điều tham muốn ghét bỏ đều do vô minh mà có. Tất cả những khổ não do vô thường biến đổi tràn đầy trong ba cõi, luân chuyển khắp 6 đường, cội gốc của những sự khổ lớn đều sanh khởi từ vô minh. Như Lai dùng trí tuệ bát nhã chỉ bày rằng, dùng tánh thanh tịnh quán xét kỹ cội gốc vô minh liền dứt trừ được mọi lỗi lầm tai hại trong các cảnh giới hiện hữu. Vì cội gốc của vô minh đã diệt nên vô minh phải diệt, vô minh đã diệt át hành phải diệt, cho đến già chết lo buồn khổ não thảy đều diệt hết. Khi đạt được phép quán này, giữ tâm an định liền nhập tam muội, nhờ sức tam muội được vào sơ thiền, dần dần tiến lên theo trình tự vào đến đệ tứ thiền. Tiếp tục duy trì tâm chánh niệm, tu tập như vậy, sau đó tự nhiên sẽ chứng đắc được thánh quả cao thượng, lìa hết mọi sự khổ trong ba cõi. A Nan, lúc ấy tỷ kheo Nan Đà sanh khởi lòng tin sâu xa, y theo giáo pháp Phật dạy, chuyên cần tu tập, không bao lâu chứng đắc quả A La Hán. A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, các người nên y theo pháp quán chân chánh ta đã dạy như trên, mà chỉ bày dạy bảo cho nhóm 6 thầy tỷ kheo xấu và tỷ kheo sa nặc. Hết lòng nương theo giáo pháp chân chánh thanh tịnh này thì không bao lâu sẽ tự nhiên chứng đắc được thánh quả cao thượng. Này A Nan, nên biết rằng cội cây sanh tử to lớn trong ba cõi tăng trưởng được đều do nơi vô minh, khiến chúng sanh trôi dạt chìm đắm giữa dòng sông tham ái, trong đêm dài khổ não dưới vực sâu tăm tối, mãi mãi quẩn quanh cây cột sanh tử. 6 thức chỉ là cảnh nhánh, vọng niệm mới là cội gốc. Vô minh như sóng nước xô đẩy tâm thức dong chơi theo 6 trần, gieo nhân khổ não không gì chế ngự được nên tự do gây hại, như vị bạo chúa trong một nước. Cho nên ta nói vô minh là ông chủ xấu ác, mỗi phút mỗi giây đều gây hại, chúng sanh không rõ biết điều đó phải luân chuyển trong sanh tử. Này A Nan, tất cả chúng sanh đều nhân nơi vô minh mà sanh khởi những tham ái trói buộc, do quan điểm chấp ngã che lấp, nên để cho 84.000 loại phiền não trở thành ông chủ sai khiến mình, làm cho thân tâm rã rời, không có được sự tự do tự tại. Này A Nan, nếu phá trừ vô minh thì ba cõi đều không còn nữa. Vì nhân duyên ấy nên những ai phá trừ được vô minh gọi là người xuất thế. A Nan, nếu có thể quán xét kỹ 12 nhân duyên, thấy được rằng hoàn toàn không hề có bản ngã, thể nhập sâu vào cội nguồn thanh tịnh thì có thể lìa xa nạn lửa lớn là ba cõi. Này A Nan, Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nay thành thật có lời căn dặn cuối cùng, đại chúng nên theo đó mà tu hành. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật diệt độ lấy ai làm thầy? Này A Nan, giới luật Phật đã chế định sẽ là bậc thầy lớn nhất của các ông, y theo đó mà tu hành có thể đạt được định và tuệ rất thâm sâu, thoát khỏi thế tục. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật nhập Niết Bàn sẽ y theo đầu mà an trụ? Này A Nan, hãy y theo 4 niệm xứ, giữ tâm nghiêm cẩn mà an trụ. 4 niệm xứ đó là quán xét thể tánh và hình tướng của thân đồng với hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán xét mọi cảm thọ không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán xét tâm này chỉ là tên gọi, tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể, gọi là tâm niệm xứ. Quán xét các pháp không rơi vào pháp thiện, không rơi vào pháp bất thiện, gọi là pháp niệm xứ. A Nan, tất cả những người tu hành nên y theo 4 niệm xứ ấy mà an trụ. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Như Lai diệt độ đúc kết tập kho tàng giáo pháp, nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh? Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ đúc kết tập kho tàng giáo pháp, ở phần mở đầu tất cả các kinh nên ghi rằng: tôi được nghe đúng như thế này vào Đức Phật đang ở tại, vì 4 chúng đệ tử mà thuyết kinh này. Lúc ấy Ngài A Nan lại bạch hỏi Phật: Thế Tôn, trong lúc Phật còn tại thế hay khi Phật đã nhập Niết Bàn, nếu có người đàn Việt đem có đức tin, đem vàng bạc, 7 món báu, đủ các món ưa thích mà dâng cúng Như Lai thì nên sắp đặt như thế nào? Phật dạy A Nan, lúc Phật còn tại thế, những vật dâng cúng Phật thì chúng tăng nên được biết. Sau khi Phật diệt độ, tất cả những vật mà người ta do lòng tin dâng cúng lên Phật thì nên dùng để tạo hình tượng Phật, áo Phật, phướn lọng bằng 7 báu, hoặc mua các loại hương, dầu, hoa quý mà dâng cúng Phật. Trừ việc dâng cúng Phật, ngoài ra không ai được dùng. Người nào dùng những phẩm vật ấy tức là phạm tội ăn cắp tài vật của Phật. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, Trong khi Phật còn tại thế, ví như có người dùng vàng bạc châu báu, phòng xá, điện đường, y phục, thức ăn uống, đủ các món ưa thích, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường Như Lai, rồi sau đó Phật nhập Niết Bàn. Cũng có người dùng vàng bạc châu báu, áo quần, thức ăn uống, đủ các món ưa thích mà dâng cúng lên hình tượng Như Lai, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường. Bạch Thế Tôn, trong hai người hết lòng cúng dường ấy, ai được phước đức nhiều hơn? Đức Phật dạy A Nan, hai người ấy đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên chỗ được phước đức của họ không khác gì nhau. Vì sao vậy? Tuy Phật đã diệt độ, nhưng pháp thân thường còn, vì cả hai đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên phước đức quả thật đều như nhau. A Nan lại bạch Phật, Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người đem hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại có người đem hết lòng thành kính cúng dường cung kính sát lại toàn thân của Phật. Bạch Thế Tôn, trong hai người ấy ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan, hai người ấy được phước đức như nhau, công đức của họ là rộng lớn vô lượng vô biên, không thể cùng tận. Cho dù biển khổ cạn hết, phước đức của họ cũng không hết. A Nan lại bạch Phật, Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại có người cũng hết lòng thành kính cúng dường như trên đối với sát lại một nửa thân Phật. Bạch Thế Tôn, trong hai người ấy ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan, hai người ấy đều hết lòng thành kính cúng dường, nên chỗ được phước đức không khác gì nhau, đều là vô lượng vô biên. A Nan, sau khi Phật diệt độ, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường xá lợi Như Lai, dù chỉ là 1/4, 1/8, 1/16, 1/100, 1/1000, 1/10000, hoặc 1 phần trong vô số phần nhiều như số cát sông Hằng, cho đến 1 phần nhỏ như hạt cải, nhưng cũng đều hết lòng thành kính mà cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Nếu so với khi Phật còn tại thế có người hết lòng thành kính cúng dường cung kính Như Lai, thì chỗ được phước đức của cả hai người đều không khác gì nhau. Phước đức của họ là vô lượng, không thể đo lường, không thể nói hết. A Nan nên biết rằng, dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, nếu có người hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, tán thán Như Lai, chốt được phước đức trong cả hai trường hợp đều không khác gì nhau. Đức Phật dạy A Nan và đại chúng, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả những chúng sanh nào ở các cõi trời người, khi nhận được xá lợi của ta, buồn vui lẫn lộn, vừa thương cảm vừa hân hoan, liền hết lòng cung kính lễ bái, cúng dường, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nhìn thấy xá lợi của Như Lai tức là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng là thấy được Niết Bàn. A Nan nên biết rằng vì nhân duyên ấy nên Tam Bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. A Nan lại bạch Phật, Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn, tất cả đại chúng nên y theo phép tắc nào để trà tỳ nhục thân Như Lai, rồi thu lấy xá lợi và hết lòng thành kính cúng dường? Phật dạy A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng nên y theo phương pháp trà tỳ như đối với vị Chuyển Luân Thánh Vương. A Nan lại hỏi, phương pháp trà tỳ đối với vị Chuyển Luân Thánh Vương là như thế nào? Phật bảo A Nan, sau khi vị Chuyển Luân Thánh Vương băng hà, di thể được giữ lại 7 ngày rồi mới cho vào một cỗ kim quan. Sau đó dùng loại dầu thơm tốt nhất để rót đầy vào quan tài rồi đóng kín lại. Trải qua 7 ngày sau mới đưa di thể ra khỏi kim quan, dùng các thứ nước thơm mà tắm gội, rồi đốt các loại danh hương để cúng dường. Sau đó dùng hoa đầu la bọc lót khắp quanh di thể, kế đó dùng ngàn tấm lụa trắng loại quý nhất để quấn quanh khắp di thể thành nhiều lớp, lớp này bọc lên lớp kia. Tiếp đó lại dùng các thứ dầu thơm rót đầy vào kim quan, sau đó mới đặt di thể trở lại vào trong đó và đậy kín lại. Bấy giờ mới dùng loại xe quý bằng gỗ thơm và 7 món báu để đưa kim quan đi. 4 phía xe đều treo các loại chuỗi ngọc, lại dùng tất cả các món trang sức quý báu để trang hoàng. Bao quanh xe là vô số phướn hoa cỏ lọng bằng 7 món báu, lại đốt lên tất cả các loại hương thơm vi diệu, dùng tất cả các loại âm nhạc như ở cõi trời, vây quanh xe chở kim quan để cúng dường. Bấy giờ mới dùng toàn những thanh gỗ thơm loại tốt có trang trí ở cả bên trong và bên ngoài, cùng với loại dầu thơm tốt nhất để trà tỳ nhục thân của vị Chuyển Luân Thánh Vương. Trà tỳ xong, thu nhặt xá lợi, dựng một tháp báu nơi ngã tư giữa đô thành để đặt xá lợi vào. Tháp ấy có 4 cửa vào để tất cả nhân dân đều được cùng nhau chiêm ngưỡng xá lợi ấy. Này A Nan, vị Chuyển Luân Thánh Vương ấy chỉ nhờ chút ít phước đức được nối ngôi vua, thật chưa thoát khỏi các cảnh giới hiện hữu, vẫn còn thụ hưởng đủ 5 món dục, thê thiếp, thể nữ, 3 độc tham sân si và các quan niệm xấu ác, cho đến tất cả phiền não và những thứ trói buộc sai khiến, chưa trừ bỏ được mảy may nào. Vậy mà sau khi băng hà, người đời còn dùng những phép tắc trang nghiêm như vậy để trà tỳ, sơn tháp, xây tháp cúng dường xá lợi, ai nấy đều chiêm ngưỡng. A Nan, huống chi Như Lai đã trải vô lượng vô biên vô số a tăng kỷ kiếp, vĩnh viễn buông bỏ 5 món dục thê thiếp thể nữ. Đối với các pháp thế gian, Như Lai có thể phá bỏ tất cả như cơn mưa đá phá hoại cây cỏ. Việc khó chuyên cần có thể chuyên cần, việc khó thực hành có thể thực hành. Hết thảy những sự khổ hạnh của hàng Bồ Tát xuất thế, Như Lai đều đã từng chuyên cần khó nhọc tu tập. Tất cả những sự hành đạo của chư Phật ba đời trong các 10 phương, những pháp hết sức thâm sâu nhiệm màu thanh tịnh như giới định tuệ, giải thoát tri kiến, 6 ba la mật, Như Lai đều có đủ. Ngài đã tu tập đủ 10 sức, tâm đại bi, 4 đức chẳng sợ, 3 môn giải thoát, 18 pháp không, 6 thần thông, 5 loại mắt, 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp chẳng chung cùng với 2 thừa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như Lai đã thành tựu thọ mạng như tất cả chư Phật, thế giới thanh tịnh như tất cả chư Phật, cùng tất cả những pháp thành tựu cho chúng sanh, tất cả những sự khổ hạnh khó tu tập, tất cả những giới luật thâu nhiếp các pháp lành, tất cả những giới luật thâu nhiếp chúng sanh, tất cả những giới luật thâu nhiếp oai nghi, tất cả công đức, tất cả trí tuệ, tất cả sự trang nghiêm, tất cả các nguyện lớn, tất cả các phương tiện, hết thảy những giới hạnh, phước đức và trí tuệ không thể nghĩ bàn như vậy, Như Lai đều đã thành tựu đầy đủ không thiếu sót. Như Lai đã dứt trừ tất cả pháp bất thiện, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả tập khí phiền não còn sót lại. Như Lai thông đạt 4 chân đế, 12 nhân duyên, nơi của cây Bồ Đà đã hàng phục 4 thứ ma, thành tựu nhất thiết chủng trí, hết thảy những pháp nhiệm màu như vậy. Ngài đều đã tu tập đầy đủ, nên tất cả chư Phật mới xướng lên lời ngợi khen rằng: lành thay, chư Phật đồng lấy nước trí tuệ pháp tánh mà dưới nơi đỉnh pháp thân, Ngài mới đắc thành An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Do nhân duyên ấy được tôn xưng là Thiên Nhân Sư, Thập Lực Chủng Giác, Trí Cực Thế Tôn. Khắp cõi trời người không ai sánh bằng Như Lai. Như Lai đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng thương yêu như con trai là La Hầu La, cho nên được tôn xưng là Như Lai, ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như Lai thường xót thế gian, tùy duyên giáo hóa, thể đều trọn vẹn, lại cũng vì chúng sanh mà nay thị hiện nhập niết bàn, sẽ tùy theo pháp thế gian mà cho làm lễ trà tỳ như vị Chuyển Luân Thánh Vương, là muốn cho chúng sanh đều được có cơ hội cúng dường xá lợi Phật. A Nan, sau khi ta nhập niết bàn rồi, cũng như Chuyển Luân Thánh Vương, hãy giữ thánh thể lại qua 7 ngày rồi mới đặt vào kim quan, sau đó dùng dầu thơm loại tốt nhất rót đầy vào quan rồi đóng nắp lại. Ở 4 phía quan tài nên dùng 7 món báu xen lẫn để trang nghiêm, dùng các loại cờ báu hương hoa mà cúng dường. Trải qua 7 ngày lại đưa thánh thể ra khỏi kim quan, dùng tất cả những thứ nương thơm tốt nhất mà tắm gội thân Như Lai, sau đó dùng loại hoa đầu làm mềm mịn nhất mà bọc lót khắp quanh thánh thể. Kế đó dùng 1000 tấm lụa trắng vô cùng quý giá mà quấn quanh phía ngoài hoa đô la, che kín thân Như Lai rồi đặt trở lại vào kim quan. Tiếp theo lại rót đầy dầu thơm loại tốt nhất vào trong kim quan và đóng kín nắp lại. Sau đó dùng toàn những loại gỗ quý như chiên đàn nghiêu đầu, trầm thủy và các loại gỗ thơm để làm thành một cỗ xe có 7 món báu, lại trang nghiêm cỗ xe ấy bằng tất cả những vật quý báu. Rồi dùng xe ấy đưa kim quan đến chỗ trà tỳ. Khi ấy lại dùng vô số cờ quý, lọng quý, vải quý cùng với âm nhạc cõi trời, vô số hương hoa để khắp hư không, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Tất cả hàng trời người và vô số đại chúng, mỗi người đều nên dùng các thứ trên đàn, trầm thủy, dầu thơm vi diệu để trà tỳ nhục thân Như Lai, lưu luyến ngưỡng mộ mà cất lên những tiếng than khóc bi ai. Sau khi lễ trà tỳ đã xong, hàng trời người và 4 chúng đệ tử cùng nhau thu nhặt lấy xá lợi Phật đựng trong bình bằng 7 món báu, sau đó xây tháp bằng 7 món báu tại ngã tư đường giữa thành lớn, tiết lễ cúng dường xá lợi Phật, khiến cho chúng sanh được công đức lớn, lìa xa khổ não trong 3 cõi, có thể đạt đến cõi niết bàn an vui. A Nan nên biết rằng sau khi tất cả 4 chúng đã xây tháp 7 báu thờ xá lợi Phật rồi, cũng nên biết việc xây 3 loại tháp khác mà cúng dường, đó là tháp Phật Bích Trì, tháp A La Hán và tháp Chuyển Luân Thánh Vương. Cúng dường như vậy là để khiến cho người thế gian biết chỗ quy y. A Nan bạch Phật Thế Tôn, Như Lai ra đời thương xót chúng sanh, khiến họ được thấy rõ 10 sức đại bi, 4 đức chẳng sợ, 12 nhân duyên, 4 chân đế, 3 môn giải thoát, phát ra âm thanh đủ 8 giọng phạm âm chấn động 3 cõi như sấm rèn, hào quang từ bi 5 sắc chiếu khắp 6 nẻo, tùy thuận tâm nghiệp của chúng sanh mà chuyển hóa. Có người chứng đắc 4 thánh quả, tu hành theo pháp của 2 thừa. Có người chứng đạo duyên giác vô vi, dứt sạch phiền não. Có người đạt được địa vị Bồ Tát, không còn sanh diệt. Có người đạt được vô lượng các môn Đà La Ni. Có người chứng đắc 5 thứ mắt, hoặc được 6 thần thông, hoặc ra khỏi 3 đường ác, hoặc thoát được 8 nạn, hoặc dứt được khổ não, cõi người, cõi trời, hoặc trong cả 3 cõi. Uy lực từ bi thanh tịnh của Như Lai, pháp môn giải thoát của Như Lai đều là không thể nghĩ bàn. Nên sau khi Ngài nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên, 4 chúng đệ tử xây tháp 7 báu cúng dường xá lợi, ắt được công đức lớn, có thể khiến chúng sanh thoát khỏi khổ não trong 3 cõi, được vào giải thoát chân chánh.